Giờ cái hồ này có rẻ nhiều quá, mình mua mấy cái tấm này về lót cho khỏi rẻ đâm qua cái liner. Hồ này mới mua được 16 miếng. Anh thấy mấy cái rễ này cho bao nhiêu tấm? 16 tấm ở chỗ tính là 16 tấm hả? Cố lên chú ơi. Cố lên chú. Giờ mình tỉa lại thôi cho nó đều cái hồ cá. Dạ. Bây giờ mình đào cho nó bằng rồi xong đi mua đồ. Có ai có gậy giới thiệu cho chú còn single có ba mấy. Cái hồ này đồ dài 14 in, đồ sâu 14 feet, còn đồ sâu 5 5 5 5 feet. Bề ngang 8 feet. Bề dài bề ngắn. À bề ngắn. Hồ này đào cỡ một một lần mình đào xong rồi. Một lần hai mắt chút hỏi ra
Giờ mình đóng mấy cây để làm cái chành lại. Sau mình bỏ đất ngang ra là ok nhất. Xong bỏ đất ra ngoài luôn hả chú? Xong bỏ đất ra ngoài luôn hả? Giờ mình mua đi mua rồi đóng rồi lại chờ đất. Ok. Con má làm cái lền nó chờ lại lại là bỏ vô rồi. Đóng khuôn khuôn này là cái dưới không. Trong 4 tiếng mình đã thành công một cái khuôn rồi. Giờ mày đánh sắt nạp vô. Mày không nên nó cắt cắt sắt đi mà đừng đi quay thôi. À, mày mua mấy những tấm cái bằng này bằng xi măng. Ở nhà chú này có rễ cây. Tại cái này nó nếu mà bỏ lại đợi lại lớn rồi cái rễ cây nó đâm vô lại nữa. Nên mua cái tấm này một miếng có 10 đồng miếng 10 đồng hẳn chút. Cái này sẽ không đâm vô, cái này bằng xi măng nha. Nếu mà nhà không có cây cối thì ok, không sao. Mà nhà có cây cối thì mình bắt buộc phải mua cái này, sau này rễ cây đâm vô lại nữa. Rồi, có chiều lên chú lên đài ABC New ấy. Cái sắt nó đủ không? Còn không? Còn tầng đó, nó cắt tầng đó. Còn trong còn không? Thế rồi. Còn bằng này cây thế hả? À, một cây cắt tầng đó đó. Thiếu rồi. Thiếu nhiều đâu, thiếu. Dư luôn á, thiếu. Làm thành hồ cá gần nửa đoạn đường đi rồi. Quá cứng luôn chứ. Đang lắc lắc nó sụp cha. Sẽ đóng vô được. Đây, coi cái đầu cách ra tay vậy. Rồi đâu. Bây giờ chú lấp từng trời mưa không sợ. Thank you.
Nè chú, đón cái cuốc lại chắc rồi đấy, rất nhờ chú cuốc đòi. Một ngày xong cái hồ nữa thành công. Một buổi chiều đóng thành cái khuôn à. Giờ chú đang đóng vô mấy cái nẹp vô nè. Đó, con cá xong rồi đó. Nhựa xuống rồi chưa? Chưa, quay. Cắt cái này nữa. Đóng vô, cứng lắm. Đất cứng hả? Đóng vô. Đưa búa nhỏ chứ. Quá nè, chú thích xài búa bự mà. Chú xài thích xài vậy búa bự hay gì sao lạ vậy? Không thích chơi đồ lớn hả? Không chơi thích mở tay rồi hả? Tại sao chú kêu mình cắt mấy cái cây này ngắn làm cái gì? Nè cho chú một cây này. Đó, biết tại sao không? Nhét này vô nè. Bị tụt. Nó. Nó sẽ nẹp lại nữa. Ngày mai mình mua dây cột nữa. Chú đông đánh thành khuôn khuôn vô. Đông rồi. Đây là dành cá của chú đăng lên anh này. Nè, chúng con kia nó vặn hai đường đẹp nhất. Đưa lên ăn này. Đang ngồi sát bên nó lên ăn này. Có đớp ạ. Ok. Quay. Gì mà dữ vậy? Nó dữ lắm nè. Tại con này nó giận. Dữ quá. Chú còn một con labitu nữa.
Hey, 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 come down, come down, come down. Come on, come down. Come down, boy. Mày, mày. Nhỏ xuống không? Đây là dành chó nhà chú. Còn một con nữa. Nhỏ nhất là bự.